Rồi mẹ cũng đồng ý và mẹ cũng hỗ trợ vốn cho em làm nữa. Rồi ngon vậy. Mới lúc nào nó giấu cô. Dạ. Nó giấu cô, nó đi thuê nhà, nó mở shop, nó chợ bán túi sách á. Dạ. Cái rồi nó đâu dám, nó không dám hỏi mượn tiền cô. Rồi mượn nhỏ cháu mấy trăm triệu đó. Trời ơi. Rồi cái cô thấy vậy, cô hỏi mượn bao nhiêu, nó nói con mượn gần 300 triệu. Trời ơi. Cô về phải rút tiền cô trả cho nó. Cô rút 300 triệu trả cho dâu luôn. Thì trả luôn 300 triệu luôn. Dâu là mở lời mượn mẹ hay là xin mẹ luôn nè. Nó có trả đâu con. Xin chào Quyền Linh, xin chào cháu Lê Lộc. Dạ. Xin chào khán giả. Mình là Quỳnh Thị Kim Trung. Năm nay hả là 56 tuổi. Dạ. Dạ con xin chào chú Quyền Linh, chị Lê Lộc và tất cả các cô chú đang coi chương trình. Con tên là Nguyễn Thị Hạnh Dung. Năm nay con 25 tuổi. Con là con dâu của mẹ Trung được 5 năm rồi. 5 năm. Dạ. Mình có mấy bé rồi chị? Dạ em có 2 bé. Ừ. Lần đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu này thì mẹ cảm nhận thế nào? Lúc đầu tiên về nhà mình thấy, trời ơi sao nó cao quá vậy? Mình muốn có con dâu để về phụ với mình. Mà giờ nó cao vậy chắc không biết nó có trầm thiên không? Mà nhìn thấy cũng được, dễ thương. Dạ. Có việc, cô là có 2 đứa con trai. Một cháu thì nó mất năm nay 8 năm rồi. Rồi hả thằng con cô nó thấy hả cô buồn quá, nó nói thôi để con cứ vợ cho gì mẹ vui. Rồi về gặp dâu mình hả, nói chung là tháng đầu tháng 2 nó sinh mình cho mình được đứa cháu nội. Trời wow. Ơi mừng, cô nói thật với con như cái cơn mưa rào vậy đó. Mình dạ. Đang ấy mà trời ơi đang hạn hán. Ừ đang hạn hán, mình đang thiếu thốn. Cô dạ. Buồn, cô buồn lắm, cô đi chơi hoài à. Cô mừng mà cô không ngủ được luôn đó. Qua bữa sau thôi mẹ thưởng cho con cây vàng. Dạ. Mừng vậy đó, mừng đứa nhỏ vậy. Cái vàng đó bây giờ còn không Dung? Dạ không. Trời ơi vàng đang lên giá luôn á, hay quá. Nói chung hả có con dâu này về, con dâu này nó cũng hợp với mình. Ở nhà thì có 4 người mà 2 cha con kia thì ít nói, mà 2 mẹ con này thì nói hơi nói nhiều. Tôi nói đi hả ai cũng nói là 2 mẹ con. Dạ. Chứ không ai nói là mẹ chồng con dâu hết trơn. Vậy là con gặp mà mẹ chồng hợp lý rồi đó. Dạ. Rồi trời ơi con biết làm sao, nó khôn lắm, con này nó khôn lắm, nó ngọt. Nó mà hết tiền là biết liền. Bữa sau nó đăng lên Facebook là nó nói mẹ này kia kia nọ là thôi sáng mai là biết rồi đó. À. Hết tiền túi rồi đó. Rồi, mẹ con đẹp, mẹ con dễ thương, mẹ con quá trời ha. Rồi hả sanh đứa, con biết hả nó sanh cho cô không? 2 đứa cho nội, cô bao sanh luôn, nuôi hết. Mẹ lo như thế đó, con có ấn tượng điều gì với mẹ không? Mẹ con tuyệt vời rồi, con không biết nói gì. Nhưng mà con ấn tượng nhất là lúc mà con sanh em bé là con ở nhà mẹ, mẹ lo cho con hết tất cả luôn. Mẹ ngâm chân cho con, rồi mẹ hơ đồ, than đồ, mẽ con lo hết. Lo đến hết. Đến nỗi mà sữa của con vắt ra còn dư á, mẹ con uống luôn. Trời ơi, tại vì mẹ sợ mất sữa rồi không còn sữa, không cho còn cháu sữa nội cho cháu nội. Cho nên là mẹ con em uống chứ không có đổ, không có bỏ gì hết trơn. Nhưng mà cái lần đầu tiên á, khi mà Dung gặp mẹ chồng á, Dung ấn tượng điều gì? Từ lúc đó mình cũng nhỏ chứ mình cũng thấy mẹ thì dễ gần, rất là dễ giao tiếp. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Nhưng mà mình làm con dâu Quảng Ngãi đúng không cô? Ờ. 2 vùng miền khác nhau quá thì dạ. Phong tục tập quán nè, cái văn dạ. Hóa với lại cái cách ăn uống á, mình có gặp khó khăn gì không? Dạ, bữa nay là mẹ em lo hết. Mẹ lo hết luôn. Dạ, mẹ em nấu ăn, chứ em cũng ít đi nấu lắm. Mẹ lo tròn do chứ chị, mà. Chị nói với Quyền Linh với Lê Lạc hả, nó đẻ hả? 2 đứa con. Nó chưa biết nấu cháo loại gì đó. Dạ. Chưa biết nấu cháo. Mà từ hồi giờ nó về làm dâu chưa biết nấu cơm. Nó nấu lần đầu tiên nó nấu sống rồi thôi bỏ thay. Cái rồi hả là lâu lâu á con trai cũng vậy, để ví là cô phải mở ra cô coi thử nó còn tiền không. Nó không còn tiền là cô bỏ tiền vô. Con dâu cô nó thiệt tình, nó nói mẹ ơi anh giấu phía sau đó mẹ, có tiền mình giấu phía sau đó mẹ. Con trai cô mới nói em nói chi vậy để chi vậy. Mẹ bỏ vô cái em rút ra đúng không? Con nhỏ này cũng vậy nè, chứ mà con nhỏ này được cái là về nó còn tiền là nó nói con còn tiền mẹ ơi. Được cái là thật, nói chung là con dâu rồi. Thì bởi vậy mốt cô cho anh là cô phải cho luôn Dung. Đâu có, cho Dung nhiều hơn à, tự, vậy gì, tự ngày mà phát hiện ra nói vậy là cô cho Dung nhiều hơn à, Dung à, ý con mép à. Để mẹ con không cho chồng con nữa mà lấy tiền nó cho con luôn. Của con là con làm công việc gì Dung? Dạ con hiện tại là đang kinh doanh thời trang. À
Ờ, tưởng đâu là siêu mẫu á, con cao mét mấy? Dạ con cao 1m75 rồi. Trời ơi, cao 1m mấy? Mít dạ, 1m68. Cao cao ghê ha. Hai mẹ con hợp nhau gì, con thấy hợp nhau dạ, gì? Dạ, con với mẹ con thì hợp nhau về đi chơi, rồi chụp hình, rồi mua sắm hay là về chân diện đồ. Con đi đâu là bắt cúp cho cô không à? Dạ. Khoái là đẹp. Từ ngày con nhỏ này á, là dạ, tới ngày 8 tháng 3, hai ngày sinh nhật là nó mua, từ nó quặng mẹ. Ngày nào cũng mua, nhiều lúc hơi mua cái 11 còn mua quà nữa. Nói chung là mình có hướng cho con, có hướng nhờ vậy mình mới nói chứ. Không vậy là khôn đó con. Tặng quà mẹ. Nói chung là một nhưng mẹ tặng là con. Đúng rồi. Tặng rồi là mẹ, mẹ nhắn đó là mẹ trả tiền, ví dụ mua 500 mẹ cho luôn 1 triệu. Vậy không, vậy không á, mẹ con hợp ý nhau là hợp ý cái vậy đó. Con thấy là con chưa hợp với mẹ điều gì? Chắc cũng không có. Thì mình chưa hiểu tính thì mình nghĩ là mẹ khó. Tại vì lúc mới lấy về mẹ giận á, mình sợ, mình không có dám nói chuyện hay là không dám xin lỗi hay là không dám thủ thỉ gì với mẹ. Nhưng mà khi biết tính của mẹ rồi á, thì mỗi lần mẹ giận là em lại em xin lỗi, hay là em lại vuốt mẹ hay là như thế nào, hoặc là đem hai đứa nhóc xuống kêu nổi 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 là hết. Có bao giờ mẹ la con dâu chưa? La chứ. Nó sinh đứa thứ hai, cái bắt đầu cô mới thấy nó đi về bên ngoài nó chơi, nó lại ít sữa. Cô mới mua sữa ăn chua với mua yến á, cô gì để nó nằm cho nó uống. Cô ra lăng đầu tiên nó để một tuần nó chưa uống con. Trời ơi, cái là yến để nó nằm mà nó không uống nữa, mình xót chuột cho cháu nội mình là nó cái âm thầm dắt con về ngoại. Cô không cho về. Xong như vậy cuối cùng hai vợ chồng về năn nỉ. Năn nỉ mẹ này kia nọ, cô mới cho về, ông bà thương mới trở về đó. Lúc đó con căng thẳng không con? Dạ có, tại vì mới sanh bé thứ hai á, cái tâm lý của mình nó không như bé thứ nhất. Mình lo cho bé thứ nhất xong rồi mình lo cho bé thứ hai, cái mình trong cái tình trạng mà bị mất sữa nữa, cái mình cảm thấy stress á, rồi mình không quan tâm tới cái lời nói của mẹ rồi, cho nên là em lúc đó em muốn bỏ luôn. Em muốn làm theo ý của mình. Như lần đó mới rút kinh nghiệm á, có việc gì là nó khôn lắm. Nó lấy hai đứa nhỏ ra, nó định sáng là cô 5 giờ là cô đi thể dục. Cô đi dạy cô vậy, 6 giờ cô đi thể dục. Nó ngủ tới 8 giờ. Bây giờ mấy đứa nhỏ đi học á, thì 7 giờ nó dậy, nó đưa mấy đứa nhỏ đi học. 9 giờ là nó đi làm. Cái việc nhà, cơm, nước, đùa là cô không à. Cô lo hết tất cả. Với một cái tình yêu thương của mẹ chồng lớn như thế đó. Dạ. Có bao giờ mình nghĩ rằng là mình giống như người ta gọi là gì? Chuột xa cũng nếp không con? Dạ em nghĩ là do em có phước mới được làm dâu của mẹ thôi. Nói gì nói, mẹ chồng càng yêu thương đôi khi là càng bực bội nha. Dạ. Nếu mà người ta yêu thương nhiều quá mà chỉ cần một chút sơ suất mà làm tổn thương cái tình yêu thương đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái hậu quả nó cũng lớn lắm á. Mẹ có thoải mái đi con dâu đi làm việc này kia không? Dạ lúc đầu mẹ cũng cản. Thì mẹ chỉ thích của em ở nhà là trong hai đứa nhỏ thôi, không có thích em ra ngoài làm. Nhưng mà về sau thì em cũng thuyết phục, rồi mẹ cũng đồng ý và mẹ cũng hỗ trợ vốn cho em làm nữa. Rồi ngon vậy. Mới lúc đầu nó giấu cô. Dạ. Nó giấu cô, nó đi thuê nhà, nó mở shop, nó chợ bán túi sách á. Dạ. Cái rồi nó đâu dám, nó không dám hỏi mượn tiền cô. Nó mượn nhỏ cháu mấy trăm triệu đó. Trời ơi. Rồi cái cô thấy vậy, cô hỏi mượn bao nhiêu, nó nói con mượn gần 300 triệu. Trời ơi. Cô về phải rút tiền cô trả cho nó. Cô rút 300 triệu trả cho dâu luôn. Thì trả luôn 300 triệu luôn. Dâu là mở lời mượn mẹ hay là xin mẹ luôn nè? Nó có trả đâu con. Nó mượn là mình biết là không, mình không lấy lại được rồi đó. Lấy hả? Dạ. Mà nhiều lúc hả cô thật với con, nhưng cô thấy bây giờ làm ăn bây giờ nó cũng khó khăn. Dạ. Con cảm thấy mà con buôn bán mà không có lời á thì con rút về. Bây giờ mà con lỡ mà con buôn bán mà con ế mà nó mất luôn tiền, cô cũng không thành nhận đi. Rồi nàng dâu quyết định làm sao? Dạ em vẫn bán tốt, rồi em cũng đang bán rất là ổn. Tại vì mình làm ăn mà một cái mình đã đầu tư vô cái gì đó thì cái tiền đó là cái tiền chết. Thì mình phải bỏ ra 1 năm, 2 năm mình mới thu hồi lại được. Mà em làm cũng chưa tới được 1 năm nữa. Từ từ rồi sẽ lên thôi. Lời đó không thấy mà cứ lâu lâu vài 3 triệu mượn hoài không trả. Chứ mượn, con mượn mẹ 3 triệu mẹ rồi nó im luôn. Đúng rồi, mượn mẹ 2 triệu coi được rồi cả. Coi như 1 triệu 2 triệu cho luôn đi. Trời ơi. Rồi chi. Cô với chị là chắc là cô đăng ký tham gia chương trình này đúng không? Đâu có, nay đăng ký. Dạ. Ủa? Em đăng ký. Cô nói con nghe, cô rất thích cái chương trình mẹ chồng nàng dâu. Cô thấy sao mà nó vui thế. Dạ. Nhiều lúc mình
mình không biết nói với ai, mình lên đây mình nói. Đúng rồi. Linh. Dạ. Mình lên đây mình nói. Cho nên hả, nó cô ngồi của cô hoài à. Cô nó thấy cô ngồi cười quá, nó nói mẹ ơi con với mẹ đi thi mẹ chồng nàng dâu. Ui đi lên TV rồi hả? Cái nó nói vậy tự động ấy đăng ký. Chú cản chú không cho cô đi, cô cũng thích đi. Dạ. Cô thích. Phải khen dâu quá tâm lý. Nó có đúng. Vậy chứ nó cho mẹ niềm vui đúng không? Dạ. Ủa, nhưng mà lên đây nhằm mục đích gì cô? Định nói dâu điều gì trên đây? Bây giờ hả cô chỉ có nói dâu hả? Ăn uống bớt ăn ngoài đường. Dạ, ăn nhà ăn. Nhà cho nó có nó ấy ăn ngoài an đường toàn, cô sợ sẽ. Ờ dạ. Đúng rồi cô sợ nó ăn ngoài đường biết rồi ba cái kia nó bệnh nó đồ ăn ngon gì cũng ăn ăn bữa một thôi. Dạ. Bữa hai không ăn chỉ ăn ngoài đường. Tóm lại là một cái người hiểu cởi mở như thế thì nàng dâu cũng phải cởi mở và hiểu mẹ chồng, tránh những cái điều mà mình giấu trong lòng mình không chia sẻ mẹ chồng luôn ha. Rồi ba chồng á là có lo cho con dâu gì không? Ba chồng ít nói lắm. Có mua quà tặng ba chồng gì không? Dạ cũng ít lắm, tại cũng không biết ba thích gì nữa, cứ để phần thích đó cho mẹ xử lý. Không tặng là được rồi. Ông xã cô thì cái gì cũng ok hết á, mà có một tội cặp thôi. Dạ. Mình phụ nữ mình thì muốn cái ngày gì á là chồng mình tặng cho mình cái gì. Dạ. Không cần nhiều. Dạ. Nhưng mà mình thấy mình vui. Mỗi lần nói ông nói chứ mở tủ ra kia mua. Thì bây giờ có thằng dâu mình. Dạ. Nó thay thế tới ngày là nó đem nó tặng quà niềm vui nó quan trọng đúng rồi đó. Nó nhân gái mình rồi, rồi giờ nó sinh cho mình hai đứa cháu nội trai đẹp trai lắm con ơi. Wow, hai đứa quá đẹp. Nhưng mà con thấy là cô rất là am hiểu nàng dâu. Không biết là ngày xưa cô làm dâu có khó không cô? Làm dâu mẹ chồng cô rất là dễ. Cô nói cho con nghe hả, mẹ cô bây giờ năm nay được 75 tuổi. Dạ. Mà mẹ cô vẫn còn làm dâu nuôi bà nội. Bà nội là bà mẹ Việt Nam anh hùng á, 102 tuổi. Dạ. 102 tuổi mà thật tình là mẹ cô là tuyệt vời. Dạ. Cô thấy ở trên đời này không ai bữa mà như mẹ. Mời bà lên chương trình này đi. Ừ, Quảng Hải lần nếu mà vô này là mẹ cô thấy là số 1 á. Dạ thì mời đi, ở chương trình có bà mẹ là 101 tuổi rồi. Ừ. Bây giờ mời mẹ 102 tuổi là coi như là kỷ lục luôn á. Kỷ lục luôn. Dạ. Bữa nào thuyết phục bà. À, bà vô đây đi. Không, nếu mà mẹ mà đồng ý hay dạ. Đem xe về chở vô. Đúng rồi, chương trình mời sẵn sàng luôn. Dạ. Bây giờ thì qua một thời gian cũng không phải dài lắm, nhưng mà chặng đường cũng hiểu nhau nhiều hơn, thì con có muốn nói gì với mẹ trong ngày hôm nay không? Con chỉ muốn nói là mẹ giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe là được rồi. Hiện tại mẹ cũng quá tuyệt vời, cũng không cần còn cái mẹ gì chồng hết. Muốn dặn dò gì con dâu để có thể con dâu làm tốt cái nhiệm vụ của mình? Mẹ chỉ yêu cầu con dài 3 năm nữa xin cho mẹ đứa cháu gái nữa. Ước mơ vậy á chứ còn mẹ lo hết mà. Gì bao xăng mà bao xăng luôn. Xin mời. Wow, chào mẹ vợ con rể. Dạ dạ, con chào cô. Em chào anh ạ. Dạ. Chào Lê Lộc. Dạ, hôm nay có món quà nhỏ đến tham gia chương trình tặng anh Lê Thảo. Cái này là gì vậy cô hả? Bánh tráng muối tặng bàn sẵn. Mình lại đinh xuống hả? Dạ. Trời ơi, ngon quá, cảm ơn. Nè, Lê Lộc ăn đi con bánh tráng đó con. Dạ. Xin mời gia đình giới thiệu về mình. Chào Dương Linh, chào Lê Lộc. Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 54 tuổi, ở thị xã Trắng Bàng mà xã Phước Bình. Ba xã cánh tay ở vùng sâu. Đến đây tham gia chương trình. Dạ. Dạ, xin mời anh ạ. Dạ, chào chú Nguyên Linh. Dạ, chào Lê Lộc. Dạ. Con tên Nguyễn Văn Thiêm, nay 31 tuổi. Dạ, anh làm lễ của mẹ được bao nhiêu năm? Dạ, rồi? Dạ, làm lễ của mẹ được hơn 4 năm. À, dạ. Mình có mấy cháu rồi anh? Có bầu được 8 tháng rồi. À, dạ, chúc mừng gia đình anh nha. Dạ. Khi mà lần đầu tiên mà mẹ chồng nhìn thấy chàng rể này thì có ấn tượng gì không? Tại vì con đi làm bên Nhật. Dạ. Quen trên Zalo. À. Rồi nhìn trên Zalo á, con á, nó mới giới thiệu. Nhìn con thấy con hiền, dễ thương. Con gái á, thì nói thì mẹ chọn đi, chừng nào mà mẹ thấy được á, thì con cũng chịu làm quen con. À. Mẹ thấy không được thì thôi. Nói thôi con quen đi, dòm dễ thương hiền hậu mà dòm cái cặp chân mày của nó khác khó tính. Giống ba. Dạ. Cũng được. Rồi lúc đó là mình chỉ nhìn qua điện thoại thôi hả điện cô? Thoại dạ. Trên Zalo thôi. Dạ. Không biết mặt con. Sau 3 năm đi làm về. Dạ. Rồi mới ra sân bay rước con. Có nội có ngoại đồ đi đông lắm đi. Dạ. Rước mà không có biết mặt chàng rể. Tới hồi ra sân bay đón mặc áo đỏ sọc đen. Dạ. Mà không có mặc áo đỏ sọc đen
ngoại đồ dòm lên cứ hả ai xuống ra khỏi cổng hết không cô? Ra khỏi cổng á. Dạ. Nó kìa mà không biết nó kìa là ai. Lúc đó là mặc áo khác. Mặc dạ. áo màu xanh. Khác rồi thành ra nhìn không hậu từ nào vậy? Dạ, tại lúc đó trời bão á. Sáng đầu chuyến bay mà mình qua Trung Quốc á. Dạ. Nó bị trễ giờ, xuống về tới Việt Nam là nó đã trễ khoảng 3 tiếng rồi. Nghĩa là không có thời gian để thay bộ đồ khác. À. Nên là tranh thủ chạy ra cổng trước. Làm sao để hai gia đình mình gặp được nhau? Dạ, tại vì lúc nói chuyện qua Zalo thì cũng có thấy mặt. Còn con thấy ấn tượng gì với mẹ vợ của con? Dạ, lần đầu tiếp xúc với mẹ mà qua Zalo á là mẹ nói chuyện lớn tiếng lắm. Mẹ mẹ chắc mẹ khó gì lắm. Dạ. Lúc đầu là cũng ngại, sợ, sợ mẹ khó. Khó là một chuyện là mình quen con gái mẹ mà qua Zalo mà nói thương là ai tin. Dạ. Mẹ nói chuyện lớn tiếng nhưng mà thật chắc mẹ sợ mình không nghe. Mẹ nói chuyện lớn thôi. Chứ không có mẹ thật thì mẹ hiền, mẹ nói sao dễ hiểu ta. Mẹ độ lượng, mẹ không biết giận hờn ai. Mẹ nhân hậu lắm. Tức là vợ em là ở Việt Nam. Dạ. Em là học bên, đi làm bên Nhật. Dạ. Làm bên Nhật. À, quen chỉ qua Zalo thôi. Dạ. Việt Nam và Nhật cứ gọi dạ. điện nói chuyện và quen thôi. Dạ. Thật là lần đầu tiên cũng về là lần đầu tiên gặp cả nhà luôn, cả nhà hết yeah. ra đón mà không biết yeah. không biết mặt. Quen trên gia trên mạng xã hội bao nhiêu lâu? Yeah, khoảng gần 3 năm. Trời ơi yeah. quá lâu luôn á. Dạ, nhưng mà chính thức mà để gọi là thương cảm mến nhau thì khoảng hơn 5 rưỡi thôi. À, dạ. quê con ở đâu? Con ở Tây Ninh luôn, nhưng mà hồi... như xã kế bên. Trời dạ. ơi trời, có duyên quá ha. Dạ. Dạ, rồi sau đó kể từ ngày gặp nhau thì bao lâu mình mới tiến tới hôn nhân anh? Về nước đầu tháng 4 thì khoảng cuối tháng 6 là đám cưới luôn. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Trong quá trình làm rể là con có trở lại Nhật không? Dạ, sau này về rồi mình thấy cuộc sống gia đình cần hơn là công việc. Ở đây mình cũng làm việc được nên là công ty bển cũng có liên hệ là yêu cầu qua bển làm tiếp. Dạ. Nhưng mà không đi nữa, thế là thôi. Rồi về ở rể luôn? Dạ, ở mẹ có một mình vợ lận thôi nên là ở chung với ba mẹ luôn. Ở à, rể với ba mẹ. Đó là lý do ở rể đúng không? Dạ. Con một. Con một. Rồi dạ. khi mà về làm rể như vậy thì anh có gặp khó khăn gì không? Ở lúc đầu thì cũng bỡ ngỡ, ở khác gia đình mình cũng dạ. sợ, rồi mình phải giữ khoảng cách để tìm hiểu với ba mẹ mình tính cách sao. Dạ. Nhưng mà thực chất thì ba mẹ tính cách cũng rất là dễ. Nhưng mà con về, con bỏ chuyện công việc bên Nhật, con về nhà bà vợ con làm gì? Làm dạ, ruộng, con làm nông dân. Với lại có tiệm sửa điện nhỏ ở trước cửa nhà, tại là con là nhân viên kỹ thuật. À. À. Rồi nhưng mà trong suốt thời gian đó anh cảm thấy là mình hợp với mẹ vợ điều gì? À, cái hợp với mẹ là cái tính cách mình chi tiêu, không phải là mình keo hay tính toán gì mà mình phải hợp lý cái đồng tiền. Lại cách chăm sóc cho gia đình. Dạ. Tiêu chí là gia đình là trên hết. Dạ. Lúc nào cũng vậy, với lại cách chăm sóc nhà cửa là dọn dẹp quét dọn, lúc nào hai mẹ con cũng dọn vệ sinh giường rồi dạ. nấu cơm rồi dọn dẹp bếp núc này. Với không có biết cản xe, không có biết gì cô cản xe. Mẹ là y sĩ của trạm y tế lớn mà mẹ không có chạy xe được. À, là mẹ đi học tê dữ lắm. Mẹ đi học thì con cũng chở đi vô học giùm mẹ luôn, tại vì di tính mẹ cũng không có rành, không có yếu. À, đi đâu mẹ đi đâu cũng chở mẹ đi hết. Chở mẹ vợ đi suốt vậy đó. Dạ, đi suốt. Đi nấu cơm nấu nước nhà là ai nấu? Đa phần là bà xã con nấu nhiều hơn. Giỏi vậy ta. Dạ. Nhưng mà mẹ dở cũng... lắm. Mẹ không mẹ biết thì nấu nấu nữa. Được nhưng mà lên thì ăn thì hơi ngại. Sợ không có hợp khẩu vị á anh. Dạ. Thì, rồi cũng khó nói đúng không? Ông xã nấu nhiều hơn rồi giờ dạ. tấn con lớn lên rồi con nấu cả mẹ nấu lên là bị chê cho nên không tham gia. Nói rể á, cái chuyện quan trọng nhất mà nó hay nhạy cảm nhất á dạ. là việc kinh tế. Dạ. Tiền điện, tiền nước, tiền chi tiêu chợ búa này kia đó, thì cái đó là như thế nào nhỉ? Đó là mẹ lo hết phần đó, chỉ là vợ chồng là mà làm riêng, lấy riêng, riêng tính riêng thôi, lấy riêng thôi. Còn hả, ví dụ như lên một vụ lúa là được 95 triệu thì mẹ cho thêm 5 triệu nữa bỏ túi riêng. Trời đất ơi. Bé rung bé rung tại vì cho... nói ngay hai vợ chồng làm công nhân viên ở quê mà đâu có xài gì đâu nhiều. Ừ. Cũng thoải mái, cũng lo cho con. Tại vì mình có con một mà cũng không có chi cho ai hết. À, làm tròn số vậy đó. Làm tròn số.
Thả mua chị vàng thiếu, giả sử vàng 5 triệu đi, con có 4 triệu cho thêm triệu mua đủ không chị? Quá là hay, tuyệt vời. Thương con tất cỡ như vậy á. Có bao giờ là con tặng quà hay là tặng tiền gì cho mẹ vợ không? Dạ có một lần tổ chức sinh nhật cho mẹ. Là mẹ nói là từ nào giờ mẹ chưa có cái sinh nhật nào mà lớn vậy. Cười không? Rơi nước mắt. Mẹ cười mà nước mắt mẹ cười quá đó cô. Từ hồi đụng ba con tới giờ luôn mà ba con chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Giờ hai đứa con về đám cưới về sau đầu năm cuối năm cái làm sinh nhật. Hai vợ chồng cũng cười không, hai chồng cũng cười không. Vậy là con gửi là quan tâm đến mẹ vợ lắm luôn á. Quan tâm tại vì con nó học cao, nó hiểu đủ thứ. Rồi đi làm cũng nhờ con. Có điều gì mà mẹ vợ chưa thấy hợp với chàng rể không? Có. Con á, nó làm cực, nó kỹ tính. Nó hay càm ràm vợ, không phải là càm ràm gì mà nói vợ á, đúng. Hai phụ mẹ á, đừng có để cho mẹ làm hết. Em phải làm phụ mẹ, ai cũng có công việc làm hết. Chứ cũng không có gì. Dạ. Mẹ với con cũng hòa thuận, vui vẻ, cũng hay chia sẻ. Hay quá nha. Dạ. Còn với anh thì không biết là có điểm nào mà mẹ chưa hiểu ý anh không? Muốn ba mẹ là bỏ cái bao bọc hai đứa tụi con nữa. Tại vì tụi con lớn rồi, tụi con sắp có con nữa rồi. Vợ giống như tiểu thơ, từ nào giờ là được bao bọc ba mẹ bao bọc. Giờ con về cũng vậy. Nên là ý muốn ba mẹ là bỏ chút thời gian nhỏ thôi để riêng cho ba mẹ nữa. Để tụi con còn bước ra xã hội, tụi con làm cha làm mẹ, để chăm sóc con tụi con sau này nữa. Bảo bọc quá rồi hư. Nhưng mà không biết là anh với vợ mình có chuẩn bị gì cho tương lai của gia đình hoặc là cho đứa bé sắp chào đời chưa? Dạ có, cũng như là sắm đồ đạc rồi chuẩn bị đủ thứ rồi, ngay cả nơi mà mình tính sinh đó. Còn có cũng đã chọn trước 50 ngày nữa nè. Dạ. À, cũng chọn địa điểm để sinh em bé xong xuôi hết rồi. Dạ, chỉ chờ đến ngày thôi. Có bao giờ mà vợ chồng cãi nhau trước mặt mẹ vợ không? Dạ có, 2-3 lần. Sao mình không tránh đi mà cãi trước mặt mẹ vợ? Tại vì trong gia đình là tiêu chí gia đình là trên hết, là lúc nào cái chuyện gì cũng phải có ba có mẹ đứng ra nghe. À, có mặt cãi mẹ mới cãi hả? Mà cãi là phải cãi cho tới, cho tanh cái câu chuyện ra. À, để được biết ai đúng ai sai. Nhưng mà không... người ta thường nói là điều gì vợ cũng nên đúng đi. Để cho mình phải cãi ta. Sao được, nào là cái đó chứ. Có những cái là nó ngoài tầm kiểm soát, mình phải nói cho hiểu chứ không phải là cãi. Nhưng mà những lúc đó thì căng thẳng như vậy thì mẹ là người sẽ bên ai? Mẹ không bên ai hết. Mẹ nói chung là mẹ thiên về bên đúng thôi. Có bao giờ mà mẹ xử con sai lần nào chưa? Dạ chưa. Mẹ bên không à, cho con gái mẹ là sai không? Nên gái mẹ nên gái mẹ con gái mẹ cứ mẹ bên anh thiên không? Tám ngày không thường. Trời ơi, cưng con rể quá. Đó, mà cưng con rể luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô đến chương trình này, cô mong muốn nhắn nhủ với anh điều gì? Mẹ mong muốn vợ chồng con là cũng giữ lửa như ngày nào. Dạ. Đi dậy hạnh phúc, là cha mẹ vui vẻ. Dạ. Không cần tụi con lo cho cha mẹ cái gì nhiều hết. Tại vì giờ mình còn trẻ, rồi chừng nào già thì con lo tiếp. Nhưng mà anh là mấy năm rồi mới có em bé á cô? Gần 5 năm à. Con nó bị bệnh hổm một lần là đi nhà thương nằm một tháng trời sốt. Do bị gì cô? Con không biết con gì cắn ngay chỗ cái giò đó mà nhiễm trùng kháng khuẩn. Cái con đó là bệnh viện nhiệt đới nói cực độc, cho nên sốt miết điều trị kháng sinh nhiều lắm. Chuyện còn cả trăm chai nước biển á. Còn kháng ơi. Sinh á là mỗi một ngày là ta 1 gram thôi. Còn này 6 gram tính là bị vô sinh rồi. Tính chuẩn bị tới làm lúa xong tới cuối năm á là khám vô sinh á hai chồng. Rồi cái sau cái tháng sau cái báo là con trễ kinh rồi mẹ ơi, cái mẹ mừng. Dạ. Hôm nay thì cô vợ có gửi một lá thư cho gia đình. Cô Linh sẽ đọc cho cả nhà cùng nghe nha. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chào chú Quyền Linh và chào Lê Lộc. Thông qua chương trình, con muốn nhắn với mẹ. Mẹ à, lời đầu tiên con muốn nói với mẹ điều mà bao lâu nay con chưa từng nói. Con xin lỗi mẹ vì tất cả. Con biết mình đã làm sai rất nhiều, nhưng chưa bao giờ mẹ bỏ rơi con cả. Luôn luôn bên con cho đến ngày hôm nay. Từ lúc có chồng con, gia đình mình hạnh phúc hơn, phải không mẹ? Dù có nhiều lúc
con ganh tị vì mẹ thương chồng con nhiều hơn con. Nhưng con biết điều đó cũng là vì hạnh phúc của con, nên con không có gì nói nữa, không buồn nữa. Còn anh nữa, em biết nhiều lúc anh cũng khó với mẹ con em, nhưng đó cũng để gia đình mình hạnh phúc hơn, đúng không anh? Từ lúc anh đến, anh đã cho em và con biết được thế nào gọi là hạnh phúc của một gia đình. Đối với em, như vậy là đủ lắm rồi. Em không cần gì nữa. Em chỉ mong anh và mẹ sẽ giữ mãi được tình cảm như vậy để gia đình mình mãi mãi hạnh phúc. Mẹ và anh nhé, con của mẹ, vợ của anh, Diễm Phúc. À, cái tên đẹp quá. Ủa nhưng mà sao đây là từ lúc anh đến, anh đã cho em và con biết được thế nào gọi là hạnh phúc là sao? Vợ em có một lần gãi gánh. Tức là vợ có một người con dạ, rồi riêng. Dạ, hôm nay cũng có đi theo. Dạ. Cái này cũng hơi nhạy cảm bởi vì nếu mà em chăm sóc con riêng của vợ đó hay là có khi nào em rầy la dạy con mình có ngại mẹ vợ không? Dạ không, tại vì lúc đầu về mẹ cũng có nói trước là mình thương mình mới dạy. Còn nếu mình bỏ suông là mình không dạy là nghĩa là mình không thương. Nên là nói là nhưng mà lúc nào nó cũng lúc thúc, chỉ biết mình có mình ba thôi. Thì lúc nào cũng theo ba thôi. Thương lắm. Nhiều lúc thương quá cô cũng la nữa. Cô cũng rầy nữa. Con phải làm tròn trách nhiệm của con làm cha. Sợ mẹ rầy ha, mẹ nói mẹ buồn gì đó, con im im con không nói gì hết là không có được. Con phải dạy con nên người từ lúc còn nhỏ. Cô Linh nghĩ đây là một người đàn ông đúng là thực thụ của gia đình đó. Dạ. Vừa chăm sóc con riêng của vợ, vừa lo lắng cho vợ, cho một đứa con tương lai của mình. Dạ. Vừa lo cho mẹ vợ luôn, chở mẹ vợ đi công việc đi làm rồi nấu nướng cho mẹ vợ. Rất là tuyệt vời. Và cái sự thương yêu của mẹ vợ đối với em á cũng là number one luôn. Chắc chắn ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là đáng nhớ. Hai mẹ con đã nói ra rất nhiều cái câu chuyện trong gia đình. Và hy vọng nó vẫn là như thế, mãi mãi là như thế. Chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Mỗi mình đến thôi, đi chợ về nấu ăn, dọn bữa cơm, mời mẹ. Anh chắc chắn là mẹ rất là xúc động với một con người rất nhiều cảm xúc. Đúng không? Vì mình nói là thì vì khi mà mình có một người dâu, khi mà học về cái thương chức làm mẹ chồng thì nó hơi hơi cảm hứng. Nhưng mà thực sự là khi mình có một người con dâu rồi mình đã làm cái gì đối với lại nhà mình bác đi cô đó, thì khi mà có một người con dâu trong gia đình là mình thêm một thành viên, thì coi như người ta đó thêm bác đi nữa, thêm tay thêm chân thêm công thêm việc. Nhưng mà bây giờ tới cái thời điểm này bạn thấy đẹp bây giờ thì nó khác một xưa rồi. Ngay khi mà cô làm dâu đó, khi mà cô đi làm dâu đó chắc là mấy chục năm á, thì cô cũng không phải làm dâu giống như bây giờ mà từ cái suy nghĩ của cái con kiến. Tức là khi mà cô làm dâu cách đây 42 năm rồi, thì má chồng của cô cũng rất là thoải mái, mặc dù nhà đâu ai chị em chồng cô là con trai trưởng. Nhưng mà cái vấn đề bổn phận của dâu trưởng đối với người miền Bắc rất là to lớn. Từ đỗ tết, từ biếu xén, từ quan hệ dòng họ, tất cả đều là dâu trưởng hết. Nhưng mà má chồng của cô thì lại rất là thoải mái cái việc đó, không có đặt nặng vấn đề là cô phải cái này cô phải cái kia. Thành thử ra là cái truyền thống của gia đình, khi mà cô bước chân vào một cái gia đình mà mình làm vô nó cũng tương đối là thoải mái, tự nhiên là mình có một cái cảm xúc đặc nó con mình cũng vậy thôi. Thành thử ra khi như bước chân về nhà cô thì cô cũng tạm biệt là như rất là thoải mái đó. Thành thử ra mình có thắc mắc là không phải làm vô, thực sự nói làm vô thì là có nhiều cách làm vô, không phải là trực tiếp vào bên mẹ, không phải là trực tiếp nói với mẹ một bữa cơm, nhưng mà những cái lời nói của chị và những cái ân cần nó nói nhiều hơn, nó nhiều hơn là ở gần mình, nó ở gần mình nó nghe biết cái chuyện mình thì sao? Mẹ chồng thì chắc mình quá gặp được, cũng may vừa thấy rằng là chắc là chưa cô gặp mẹ chồng thoải mái quá, thành ra là cô cũng xử đa phần. Giờ chú nghe nói thật là không phải gì. Có những người mẹ ha, hay đó vừa lên chưa được khổ quá rồi, phải làm dâu hai ba mẹ luôn, tức là mẹ chồng của mẹ chồng là bà cố. Bà cố đó. Đấy bây giờ giống như là tao đi thôi. Dâu phụ thân chút xíu, đôi khi là nó là tại phòng giờ tôi thoải mái đó, thành ra là tôi quen rồi đó. Bây giờ
thế nào quyết định mà trong sân bay còn mẹ chồng hả thì bắt buộc dâu phải làm gì cho mình tiếp còn đấy thì hôm nay cưới dâu về đi qua chơi mà làm mẫu cho mình hay sao không phải chị cũng chia sẻ là dù không ở gần nhưng mà cô với chị cũng hiểu nhau đúng không chị thời gian cũng biết là thời gian mà hai mẹ con ít tiếp xúc ít đồng năng quá thì chị có hiểu thêm nhiều như là chị hiểu chị không thực ra là cho đến thời điểm hiện tại là có thể nói là chị hiểu khá nhiều cơ bản là không có cần có những cái tình cảm không có cần phải nhưng mà tự bản thân mình cảm nhận được từ trái tim thì có nghĩa là mình chỉ cần đôi khi tự nhìn thấy mắt thôi thì mình muốn nói cái gì và đôi khi đó là chị nhìn cái toàn chị đó lắm chị biết đó là chắc là lúc đó mắt chồng chị cũng tự thôi có nghĩa là con người là em nhìn ra là biết mát giận dạ. Đúng không? Dạ. Là biết xin lỗi đi. Nhưng giận thì họ đã cái mặt không có giận nhưng mà có nghĩa là dù như mát cũng mát cái gì vậy? Dễ thích đi. Em tự có bao giờ biết mát cần cái bộ áo mới từ món quà gì đó từ đâu mình làm được? Khi trong đó thì mình nhận vô thì cũng là mình đi công tác thì cũng có mình được những món quà cũng rất là vui. Những cái là cái thời gian để dành cho con á, con thì còn nhỏ, thì cần cái sự chăm sóc của người mẹ nhiều hơn, thì như lại không có cái thời gian để mà chăm sóc cho con chẳng hạn là những cái lúc con đi học về hoặc là đi đón con, thì ta làm việc đâu có chạy về và đón con được, thì lại hẹn nhờ ông bà đi đón. Và chẳng hạn như muốn nấu cho con một cái món gì ngon để cho con về ăn khi ở chiều về, thì như cũng không làm được. Đó là mình tự cho mình cũng thấy như thương cho cháu, mà cũng chắc đi nhưng mà mình nghĩ lại được công việc. Nếu mà như không đi làm gì thì cũng không có những cái điều kiện để mà chọn gia đình với con gái nó tốt hơn. Nó làm việc là mình thấy là cái chuyện đó, những cái nghề nghiệp nó cũng ảnh hưởng tới cái cuộc sống của gia đình rất là nhiều. Thật ra những người làm như tự linh làm lấy lòng gì thì cái thời gian kiếm trường rất là nhiều. Đôi khi là nó cần gì, nó chưa hoàn thành được cái trách nhiệm của mình với gia đình. Thật ra ta nói gì, có những lúc mà tự ngồi mình cũng trách mình, có bao giờ tự buồn được không? Để con mình muốn nấu bữa ăn ngon cho con mình cũng được. Mình muốn lo bữa cơm gia đình cho chồng mình, cho con mình cũng không được. Mình muốn nấu bữa cơm cho mẹ chồng cũng không được. Không bao giờ suy nghĩ được đó. Đôi khi mà suy nghĩ mà cũng nhiều khi em nghĩ là chắc em phải bỏ việc mình. Nhưng mà vì cái nó cứ cuốn mình. Có nghĩa là thật ra em là một người là ham kiếm tiền và thẳng là như vậy. Và lúc nào á, có nghĩa là em không có chịu được cái sự mà phải ở nhà. Em còn đang phải đợi bạn như là chồng mà chồng hiểu được tính của em đó là em không muốn để ở nhà và một người là phải là được gì đó hoạt động tập thể dục là như thế nào đó em không có cái điều kiện mà để khi đôi khi muốn giảm bớt việc để lo cho chồng con làm được anh ơi nhưng có khi nào em nghĩ lại là khi mà mình có thời gian mình quay trở lại thì tìm cái tình cảm của mẹ chồng có cái tình cảm của gia đình thậm chí là có những người mẹ về chơi với con mình không chơi nữa dạ, tới mức độ đó thì tới hiện tại thì anh được có nghĩa là em vẫn điều tiết được có nghĩa là em có những cái em muốn làm nên không có để từ đó là có tiền em mua quà quá gọi là sao ta mình có nghĩa là mình hiểu được con mình như thế nào, hiểu được mẹ chồng như thế nào, hiểu chồng như thế nào, có cái cách cư xử riêng, đặc biệt riêng để không bị bất bình. Chưa chắc đâu nha, theo anh là nên cũng dành thời gian cho gia đình, nên dành thời gian đặc biệt là với con của mình, bởi vì con cần cái sự chia sẻ của mẹ. Bây giờ con nhỏ, thì nó lớn rồi đấy, nó lại càng cần hơn nữa. Và lúc đó, đôi khi mẹ
càng lớn lên thì mẹ em sẽ có sự tăng bình hơn nhiều đó. Có đôi khi là con á, cô dù mình là thương con mình quá, thương con trai mình thấy chưa, bây giờ nó đi làm suốt đó, là con nó học đi chăm sóc, có thể biết mày nó mỏi rồi. Đôi khi là bà mẹ chồng sẽ nghĩ vậy đó cô, không phải không nghĩ đâu nha, đó là tâm lý chắc chắn là sẽ nghĩ tới. Vì vậy mình như là anh em mình phải gặp những người nghệ thuật đó, mình nên nhìn một chút xíu, để dành thời gian một phần của nó, để sắp xếp khoa học dành cho gia đình để ta có thể chia sẻ những cái cảm xúc đó, có thêm bữa cơm gia đình. Anh nghĩ là nên duy trì việc ví dụ tháng em có thể qua bên mẹ em nấu cũng được, và cùng ăn cũng được, cùng đi mua sắm cùng nhau được. Chứ bây giờ cứ toàn là gia đình nhỏ và không cần như là em có làm đâu, không có gì chứ. Nhưng mà thật ra là gì cũng có mặt đẹp, gì cũng có phòng của mẹ. Không hiểu, chưa chắc. Thế thì mình hỏi tới đây, em là mình nhìn thấy cái chị đi với mẹ chồng, chị như thế là mình với mẹ học nhau gì? Học nhau đầu tiên là cái cách công việc là chị và mẹ chồng, có nghĩa là khi mà nhìn được một người thì về cái quan điểm của cái thứ hai nữa là có một cái hợp là cái suy nghĩ của chị và mẹ chồng. Thời điểm cái chơi để mà ăn uống thì mình giữ gìn sức khỏe,
nhiều khi mà lao vào công việc quá đi, không có chịu để ý tới vấn đề của sức khỏe của mình, ăn thất thường thì cái đó là cô lo lắm nhé. Từ vì không có sức khỏe thì không làm được công việc và không được đó thì là chồng con phải lo, nói bản thân cô cũng phải lo được. Vậy bây giờ cô mong làm sao? Mặc dù là vấn đề tôi nói là tình mình phải lo rồi, nhất là còn trẻ, nhưng mà đừng cái điện đặt vào cái sức khỏe của mình mà phải có những cái kế hoạch, chương trình, có những cái mốc thời gian như thế nào để mà bồi dưỡng cái sức khỏe của mình nó tốt, cho nó lâu dài, cho nó đi thuận tiện thuận lợi, chứ đừng có để mà bây giờ mình cứ cố gắng mình làm một thời gian mình làm lại chỗ thì lúc đó nó không nên, tất cả mọi thứ nó bị xáo trộn, nó ngừng lại chỗ luôn, thì cái điều đó là cô đang lo. Có khi nào mà cô thấy chị Nhi đổ bệnh cho cô chưa động bệnh mà có thấy xuống cân mà cô lo thế ốm quá là cô lo, tại vì ốm quá nó không có sức lực để mà làm việc. Mặc dù là cái nghề này thì cần phải là có một cái số cân như thế nào để cho nó tương đối đẹp, nhưng mà phải ở một cái mức độ mà nó không để như bảo đảm cái sức khỏe của mình rất là to, chứ không có thể nào mà chị đi vô cái tuổi trẻ và em bằng cái 50 của mình cứ nói 50 để mà bỏ cái sức khỏe là không nên. Cô lo là cô lo chuyện đó, nhưng mà chị cứ nói là không nói được nó thôi, thằng còn khỏe tập đi. Có phải không giàu? Có một mình Nhi tới. Cô được hai người con, một người con gái lớn và bố chồng Nhi. Mai về cô sẽ không có sự so sánh giữa con dâu của mình. Nếu như có con dâu nữa đó, cô con dâu đó khéo một xíu là sẽ có sự so sánh. Và lúc đó là Nhi sẽ có. Nó không phải. Nó nói ra đây á, đúng là em phải là người về với mẹ chồng nhiều hơn, bởi vì mỗi con họ thành cái họ đó, coi như con họ đó là đi. Thật ra là sau này con gái cũng sẽ đi lấy chồng và cũng sẽ đi về nhà chồng, ví dụ làm dâu thế này thì em bắt buộc phải quay về anh làm dâu đó, lúc đó mới làm dâu đó. Mà lúc đó lại có đôi khi con người ta anh không phải nói nha, càng thay đổi tính tình, lúc đó cũng không phải như bây giờ đâu. Đó là cái lời của em xin là định nói với con phải lên cái làm sao đi. Cũng là tiếng làm của cô đó. Tại vì giờ cô má còn trẻ, có còn trẻ má dễ chịu, con má già nó khó tính làm sao. Con giờ khó tính lắm cô, đó con trẻ cũng dễ. Giờ khó lắm em đang la hoài. Giờ khó tính lắm. Nhưng mà cô ơi, nếu như mà cái lúc mà cô giận hay là cô không hài lòng chị Nhi thì cô có chia sẻ hay là cô góp ý trực tiếp với chị Nhi không? Con thì tao nói ngay từ đầu là khi mà cái ánh nhìn nó biểu hiện cái tình cảm bên trong rất là rõ ràng, đừng nên có dịp cái cảnh đó, tại vì nó nói lên được tất cả những cái gì ở bên trong con người của mình. Bởi vậy người ta mới nói là nhìn vào mặt nhau đi, mà nói tất cả những cái gì trong con người của mình, thì cái ánh nhìn đó thể hiện được sự lúc đó mình muốn gì và mình mong cái gì, thì con cái mình nhận được và mình cũng biết con mình muốn cái điều gì ở mình, nó rất là quan trọng. Nhưng mà nói chứ ai nói hiểu mẹ thì phải nói để mà biết được mình hiểu mẹ được kia là. Người ta nói là con hiểu rồi nhưng mà thật ra nó không hiểu, chưa đúng lắm, hiểu không đúng á. Người ta hiểu cái gì phải nói cho mày nghe. Người ta nói là thà